các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, một bộ tông đơn như thế này. Về nhà các chị sử dụng nhé mọi người nhé. Các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Cái này sử dụng là sạc điện mọi người nhé. Các chị sạc điện trước cho em khoảng độ tầm 2 tiếng mình sử dụng. Trước khi sử dụng các chị sạc điện cho em trước 2 tiếng cho em. Ngày hôm nay em tri ân cho mọi người cái bộ này là 280.000 xuống còn với mức giá là 199.000 đồng. 99.000 đồng, 199.000 đồng. Và miễn phí giao hàng tận nhà cho tất cả các chị luôn. Cái lưỡi của nó là gì em ơi? Lưỡi của nó là thép nhé các chị nhé. Các anh nhà mình nhé, cái lưỡi của nó là thép không gỉ. Các anh chị sử dụng thì sẽ không bao giờ lo han gì luôn cho em. Đây rất là sắc luôn. Em test một lần nữa cho các chị quan sát luôn cho em này. Đấy, cực kỳ là sắc như này mọi người thấy không ạ? Đấy, cực kỳ là sắc như đây này cho em. Đấy, nhận hàng về nhà các chị kiểm tra. Cắt không sắc, cắt không ngọt như thế này các chị không phải nhận hàng cho em. Đấy, các chị thấy không ạ? Đấy, kiểm tra hàng nhá. Ưng các chị trả tiền, không ưng các chị không mất bất cứ một đồng phí ship nào cả. Giá quá là rẻ luôn. Đấy, có số điện thoại là em lên đơn cho các chị luôn. Đấy, cắt rất là thích nhưng mọi người nhá, cắt rất là thích và cắt rất là ngọt luôn. Mọi người mua hàng đặt hàng tại livestream này của em, các chị để lại cho bên em xin số điện thoại mọi người nhá. Có số điện thoại em sẽ cho đơn. Và cái bộ sản phẩm khi các chị nhận hàng được về tay thì nó sẽ được đặt trong một chiếc hộp như thế này. Và em sẽ xin phép là khui cái hộp này ra cho các chị quan sát luôn. Đấy, bộ sản phẩm khi các chị nhận hàng về tay sẽ đặt trong một chiếc hộp như thế này. Và em mở ra cho mọi người quan sát luôn. Đây ạ. Nó sẽ đặt ở trong một hộp như thế này. Sản phẩm em nhận, anh nhận được có bao gồm những gì em ơi? Bao gồm có một thân máy mọi người nhá, một quyển hướng dẫn sử dụng này, bao gồm có một thân máy này, bốn cái cữ điều chỉnh tùy theo cữ kích cỡ mọi người nhá, một nọ dầu tra máy như thế này cho em và một cái chổi vệ sinh ở bên dưới luôn, kèm theo đó là một dây. Cái này là 100% là sử dụng điện nên là sẽ có dây để các chị sạc, được không ạ? Sẽ có dây để tất cả các anh chị sạc điện luôn. Trước khi dùng các chị sạc cho em trước 2 tiếng, sau đó mình dùng mình cắt tóc. Đây là mùa dịch vậy nên là các chị mình hạn chế đi ra ngoài và sắm ngay cho em một bộ tông đơn cắt tóc như thế này. Và hơn nữa là mùa hè, thế nên là các chị lên sắm một bộ như thế này về cho gia đình nhà mình. Đấy, cắt đầu, cắt tóc cho con, cắt tóc cho chồng, cho bố. Nói chung là cắt tóc có các cữ. Ví dụ như là như cái tông đơn này bên em thì sử dụng rất là dễ dàng luôn các chị nhá. Sử dụng rất là dễ dàng. Bởi vì sao ạ? Nó có cái cữ rồi. Thế nên các chị yên tâm là có cữ. Có cữ bị chính vì thế mà các chị không lo mà bị vào da đầu. Bởi vì sao ạ? Nó có rất là nhiều cữ đây. Có rất là nhiều cữ như thế này, các chị thấy không ạ? Có rất là nhiều cữ, có 1, 2, 3, 4 cái cữ. Có nghĩa là có cữ 3mm, 6mm, 8mm, 9mm. Tùy theo độ dài nhé mọi người nhé. Kèm theo một lọ dầu tra máy như thế này. Và một máy tông đơ như thế này. Và có thêm, có chị đó một cái dây. Đây em bỏ dây cho các chị quan sát luôn. Sẽ có cho các chị một cái dây. Với dây để các chị, về các chị, các anh các chị về nhà mình sạc. Đấy, có bộ tông đơ cắt tóc như thế này. Về thì các chị sẽ phải hạn, các chị sẽ hạn chế, không phải ra quá nên các chị thấy không ạ? Sẽ có một cái dây sạc như thế này mọi người nhá. Cái này, cái dây sạc này của nó là co giãn này mọi người này. Cái dây sạc này của nó sẽ co giãn, chị nắp vào đây. Cái dây sạc của nó sẽ co giãn này rất là dài, khá là dài luôn. Đây ạ, hai chân như thế này luôn em này. Đây là cắm đầu cắm ổ cho em này. Đấy, nhận hàng về nhà các chị được quyền bóc hàng ra kiểm tra nhé mọi người nhá. Cắt cực kỳ là thích luôn, nên như thế này cho em này. Đấy mọi người, lên đơn các chị để lại cho em xin số điện thoại. Có số điện thoại em chốt đơn và không có số điện thoại là em sẽ không chốt đơn được cho mọi người đâu nhé mọi người nhá. Cực kỳ là sắc như này cho em. Giá ngày hôm nay em sale cho mọi người từ 280.000 xuống còn với mức giá là 199.000 đồng. Và các chị sẽ được miễn phí giao hàng cho mọi người. Tất cả mọi người đặt mua hàng sẽ được miễn phí giao hàng nhé mọi người nhé. Hiện tại em đang livestream tổng là 3 máy. Vậy nên là cái việc đọc comment của tất cả các anh chị là rất là khó khăn. Chính vì thế mà các chị cứ để lại số điện thoại cho bên em. Có số điện thoại là nhân viên bên em sẽ gọi điện để chốt đơn cho tất cả mọi người luôn. Lưỡi của nó bằng thép không gỉ các anh chị nhé. Lưỡi của nó là thép không gỉ. Thế nên không bao giờ lo han gì luôn. Có bốn cữ cho các chị, có chổi vệ sinh như thế này cho mọi người luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái xong các chị thanh toán tiền. Chưa kiểm tra hàng các chị không phải trả tiền cho em. Và phí ship ngày hôm nay em, các anh chị phải thanh toán là cái gì ạ? Không mất một đồng phí ship nào luôn. Đấy, có số điện thoại em cho đơn hoặc là các chị comment cho em là gì ạ? Một máy, một bộ, hai bộ kèm số điện thoại là anh chị sẽ có đơn hàng. Một bộ tông đơ, kem in như thế này. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Trên thị trường đang bán là 280 cho đến 300.000 một bộ. Nhưng mà ngày hôm nay tại livestream này là em chiên cho mọi người với mức giá là 199.000 đồng và được miễn phí ship. Nhận hàng các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Máy này cắt rất là thích nhá mọi người nhá. Và cái lưỡi của nó là lưỡi thép, thép không gỉ. Thế nên là không bao giờ han gỉ, các chị không lo han gỉ cho em. Và sử dụng là sạc điện. Nên là trước khi các chị sử dụng thì các chị sẽ sử dụng là sạc điện cho em. Đây ạ. Đây là điều chỉnh tốc độ cắt khi các chị xoáy như thế này. Các anh chị xoáy như này là điều chỉnh tốc độ cắt cho em này mọi người nhá. Cắt nhanh, cắt chậm cho em. Và khi các chị sạc thì là pin cái chỗ này nó sẽ báo đèn. Cái này nó sẽ báo đèn lên nhá mọi người nhá. Giá ngày hôm nay em sale cho mọi người là 199.000 đồng và sẽ được miễn phí giao hàng. Mọi người lên đơn cứ để lại cho em số điện thoại, một bộ, hai bộ kèm số điện thoại là các chị sẽ có đơn nhá mọi người nhá. Có số điện thoại là em sẽ chốt đơn cho mọi người ạ.